Thưa quý vị, du lịch là ngành quan trọng trong nền kinh tế, không chỉ bởi sự đóng góp của du lịch vào trong tổng thu kinh tế, là ngành dịch vụ tổng hợp và mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, xã hội hóa cao, tạo ra nhiều việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo động lực phát triển cho nhiều ngành khác nhau, thúc đẩy phát triển đô thị, nâng cao ý thức cộng đồng. Du lịch còn là ngành kinh tế mang tính liên kết cao giữa các thành viên trong hệ sinh thái du lịch, bao gồm liên kết vùng giữa các địa phương. Chính vì vậy, Hiệp hội Du lịch Việt Nam kết hợp Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan đã tổ chức sự kiện liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam để tìm giải pháp cụ thể thu hút khách quốc tế đến Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi phóng sự về liên kết sức mạnh cho du lịch Việt phát triển để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch Việt Nam năm 2022 là bước khởi đầu mạnh mẽ cho mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, vận chuyển và cung ứng dịch vụ du lịch trên cả nước nói chung, hướng tới thu hút mạnh mẽ du khách quốc tế sau đại dịch. Nơi đây, các doanh nghiệp du lịch có thể giới thiệu các thế mạnh, sản phẩm du lịch đặc trưng của mình với các đối tác quốc tế, tìm hiểu thị hiếu của du khách, tạo ra sản phẩm du lịch mới, giúp du lịch Việt Nam bắt kịp xu hướng mới của toàn cầu sau mùa dịch bệnh COVID-19, đưa du lịch trở lại vị trí ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước. Chúng ta họp mặt về đây với đại diện của lãnh đạo 9 tỉnh thành phố, những điểm kết nối du lịch, những địa phương được hiểu như là cực tăng trưởng mạnh của du lịch Việt Nam, cùng với cộng đồng doanh nghiệp mà lại đặc biệt lưu ý doanh nghiệp lữ hành. Bởi chính các bạn sẽ là nơi thực hiện nhiệm vụ liên kết giữa nhu cầu và đến hiện thực, kết nối các điểm đến, tạo ra các tour tuyến để chúng ta bàn định các công việc. Chúng ta phải làm cho được là khắc phục được những điểm nghẽn, và qua đó chúng ta đánh giá lại chúng ta đang ở đâu, chúng ta đã đạt được kết quả gì, và chúng ta sẽ đi theo hướng nào và định hướng thế nào cho nó đúng, và chúng ta đang khó cái gì nữa. Và từ đó, cộng đồng doanh nghiệp cần thêm tiếng nói cái gì để cơ quan tổng hợp, cơ quan tham mưu, cơ quan quản lý nhà nước xử lý theo thẩm quyền, và đồng thời báo cáo với cấp cao hơn để kiến tạo về mặt nhóm chính sách, đặc biệt là 9 tỉnh thành phố nơi được xác định là cực tăng trưởng về du lịch. Chúng ta sẽ cùng nhau để có những giải pháp thiết thực. Đúng với tinh thần liên kết sức mạnh cho du lịch Việt phát triển, là sự gặp gỡ, kết nối của các hiệp hội du lịch thông qua sự kiện lần này sẽ góp phần tạo ra chuỗi cung ứng các dịch vụ du lịch, xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng và đặc sắc phù hợp với thị hiếu phân khúc của khách du lịch. Đồng thời, sự kiện giúp các doanh nghiệp du lịch và dịch vụ Thành phố Hồ Chí Minh rà soát đánh giá năng lực cung ứng và chất lượng phục vụ sau hơn 2 năm đình trệ vì dịch COVID-19 để điều chỉnh và sẵn sàng cho việc đón tiếp du khách quốc tế trở lại trong thời gian tới. Xác định đâu là những khó khăn khách quan, đâu là chủ quan và thách thức nào phải ưu tiên giải quyết ngay, khó khăn nào cần thời gian mới khắc phục được đều được nhận định và bàn bạc, tham mưu cho chính quyền thành phố cùng tìm phương hướng khắc phục. Cái thách thức của chúng ta hiện nay là phải nâng cao cái năng lực cạnh tranh. Thì năng lực cạnh tranh của chúng ta là chất lượng. Thì chúng ta là hiện nay có một cái lợi thế là một cái điểm đến mới được chú ý. Tuy nhiên, cái việc chất lượng đã đành rồi, nhưng mà giá cả cũng phải có cái sức cạnh tranh với khu vực và quốc tế. Thì chúng ta mới là sẵn sàng, khách người ta phải mới quan tâm. Từ tháng 5 đến tháng 10, đó là mùa thấp điểm của khách quốc tế. Và vì vậy thì rõ ràng cái xu hướng thị trường, mà đặc biệt đối với khách quốc tế mà là khách thị trường Âu Mỹ, là những cái thị trường khách mà thông thường người ta thường đặt có kế hoạch đặt tour rất là sớm, họ thường phải có kế hoạch du lịch ít nhất là 6 tháng. Ba là vấn đề về kiểm soát COVID. Thì chính vì vậy thì hiện nay cái lượng khách chưa vào. Cái yếu tố thông tin về thì về giới thiệu thông tin về kiểm soát dịch bệnh của Việt Nam với thị trường nước ngoài cũng vẫn còn hạn chế. Hiện tại đó có những khách sạn đã mở cửa nhưng mà chưa mở cửa 100% mà mới một phần, và cái lực lượng mà nhân viên làm việc trong khách sạn cũng không phải được đầy đủ như cái giai đoạn trước. Thế cho nên là dẫn đến tình trạng là khách sạn tới
khách hàng tới check-in nhưng mà khách sạn đã chưa đáp ứng được phòng ngay. Những cái địa phương mà chúng ta đến là cũng có những nơi thì là chưa có mở cửa, thế cho nên là những cái sản phẩm du lịch của chúng ta cũng còn đang rất là nghèo nàn. Và bên cạnh đó, cái giá thành cho những cái loại vé đi du lịch thời điểm hiện tại thì là tăng hơn so với cái giai đoạn trước dịch, và thậm chí là cái thời kỳ mà trong thời gian dịch nữa, thì những cái vé máy bay bây giờ giá thành cũng rất là cao. Các doanh nghiệp du lịch thì đang ở trong một cái tình trạng là cũng rất là thiếu nguồn tài chính để hỗ trợ cho cái hoạt động trong cái thời gian tiếp theo. Đối với những đơn vị mà đầu tư vào hạ tầng du lịch như lưu trú rồi là vận chuyển vân vân thì rõ ràng là cái nguồn tài chính là cần cái đầu tiên. Còn đối với các hãng lữ hành thì cần đến cái hoạt động xây dựng cái sản phẩm để kết nối tất cả các dịch vụ du lịch ở các địa phương với nhau để xây dựng trở thành sản phẩm du lịch. Nhìn nhận về quá trình phục hồi và phát triển trong thời gian qua, ngành du lịch là điểm sáng trong quá trình hồi phục và phát triển của kinh tế đất nước. Với tốc độ tăng trưởng ấn tượng của du lịch nội địa trong 8 tháng năm 2022, nhưng cũng chỉ chiếm khoảng 30% mức độ phục hồi toàn ngành. Thị trường khách inbound đưa khách quốc tế đến Việt Nam chưa thực sự phát triển trở lại, khi chỉ đạt hơn 600.000 lượt khách quốc tế, chiếm hơn 10% trong chỉ tiêu 5 triệu lượt khách của năm 2022. Lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong thời gian qua chưa được như kỳ vọng. Chúng ta mong muốn mở rộng du lịch nhưng phải phụ thuộc vào các chính sách của từng quốc gia trên thế giới. Các thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga đang gặp những khó khăn. Có bối cảnh các nước trong khu vực, các nước trên thế giới đang mở cửa rất là nhiều về chính sách visa. Thì nếu chính sách visa chúng ta tiếp tục thông thoáng hơn thì chúng ta sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Và thời hạn để thực hiện các thủ tục cấp visa chúng tôi cũng mong muốn sẽ rút ngắn hơn. Bởi vì xu hướng khách hiện nay đã thay đổi, không phải là lập kế hoạch đi du lịch dài ngày như trước đây, mà bất cứ lúc nào khách có thể chọn tour đi du lịch, chọn điểm đến đi du lịch thì khách sẽ thực hiện liền. Với cái xu hướng thị hiếu thay đổi của khách quốc tế như thế thì chúng tôi rất là mong muốn sẽ được xem xét để rút ngắn thời gian cấp visa, bên cạnh đó sẽ tăng cường việc cấp visa điện tử tại sân bay cho khách du lịch quốc tế. Chúng ta cũng ở gần một số quốc gia có xu hướng về phát triển du lịch, và du lịch của họ là điểm mạnh mà chúng ta phải học tập. Như thị trường Thái Lan, họ luôn luôn theo sát ta, họ luôn luôn xem xét và quan sát Việt Nam, và họ có những bước đi trước, quyết trước, và nếu không cẩn thận chúng ta lại người chậm chết, và chúng ta cũng khó có điều kiện để đuổi kịp họ. Những vấn đề này là khách quan, trong đó có yếu tố chủ quan. Một điểm khó nữa là mặc dù Đảng và Nhà nước đã quan tâm cho ngành du lịch, cũng đã có sự đầu tư, có những chính sách rất cụ thể, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có điều kiện để tiếp cận được những chính sách đó, cũng đang khó khăn. Vì vậy mà một số chính sách chưa đến được với những người làm trực tiếp du lịch. Trong lúc đó, yêu cầu thì ngày càng cao hơn và trách nhiệm thì phải lớn hơn. Chúng ta phải tập trung để tháo gỡ những điểm này. Để khôi phục và tiếp tục phát triển du lịch trong thời gian tới thì một mình doanh nghiệp, nhà cung ứng không thể nào làm được. Đòi hỏi tất cả các ban ngành của các tỉnh thành, doanh nghiệp làm du lịch chung tay chung sức chuyển đổi, làm mới sản phẩm du lịch. Có như vậy mới tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn với mức giá hấp dẫn thì du khách mới tham gia. Sự hợp tác liên kết sẽ thúc đẩy các địa phương, doanh nghiệp tự rà soát lại các sản phẩm của mình và học tập các loại hình du lịch mới mẻ. Đồng thời, các bên cũng góp ý lẫn nhau để phát huy những nét riêng của từng địa điểm, tránh khai thác trùng lập, mất tính cạnh tranh và gây ra sự nhàm chán cho du khách. Thì chúng tôi cũng có một loạt các cái sản phẩm mới để giới thiệu đến du khách. Các quận huyện cũng đang nỗ lực để cùng thực hiện cái định hướng Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo, đó là mỗi quận huyện sẽ có một sản phẩm đặc trưng. Chúng tôi kỳ vọng với sự cộng hưởng của tất cả các cấp và các ngành thì thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới sẽ ngày càng hấp dẫn hơn trong mắt du khách. Thực ra là chúng ta phát triển mới cứ ở giai đoạn đầu, với cái khai thác cái tiềm năng du lịch của chúng ta mới khoảng 10-20%. Thì rõ ràng là vì vậy cái đặt ra yêu cầu tối thiểu mỗi địa phương có một cái sản phẩm đặc sắc thì chúng tôi nghĩ là hoàn toàn làm được, với điều kiện các địa phương đấy tâm huyết và quyết tâm để làm.
để tạo sản phẩm, bởi vì mỗi địa phương sẽ tìm được ra những cái yếu tố đặc trưng khác biệt của mình để tạo sản phẩm. Và trong du lịch là khác biệt tạo nên giá trị cạnh tranh cho ngành du lịch, đúng không ạ? Michael Porter đã nói đấy, điểm đến nào tạo nên sự khác biệt, điểm đó thành công trên thị trường quốc tế. Vì vậy là các địa phương mà muốn thu hút khách du lịch thì chắc chắn là phải có được những cái sản phẩm du lịch khác biệt, đặc sắc để mà tạo sức hút, để mà quảng bá hình ảnh, để mà tạo dựng thương hiệu. Và khi có thương hiệu tốt rồi thì chắc chắn là khách du lịch sẽ tới với chúng ta, kể cả khách quốc tế cũng như là khách nội địa. Nền tảng văn hóa lịch sử Việt Nam mới là những cái cốt lõi để chúng ta xây dựng cái sản phẩm để thu hút khách quốc tế Việt Nam. Nhưng cái vấn đề là phát huy các giá trị văn hóa, cái cách phương pháp khai thác các giá trị đó để xây dựng biến thành sản phẩm du lịch văn hóa mới là vấn đề chúng ta cần quan tâm. Và đặc sắc hay không là ở sáng tạo khi chúng ta xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa. Cái nhu cầu của khách đã thay đổi và những cái dịch vụ cung cấp tại địa phương cũng đã bắt đầu có những cái thay đổi khác nhau. Do vậy chúng ta cần phải có sự chuẩn bị là cái sản phẩm du lịch rất phải tốt, rất phải hấp dẫn, rất phải thu hút để chúng ta cạnh tranh với những cái điểm đến ở xung quanh chúng ta, cũng như là chúng ta đảm bảo được cái chất lượng dịch vụ để cung cấp cho khách, để từ đó chúng ta mới có được cái sự lan tỏa về cái sản phẩm chất lượng dịch vụ của du lịch Việt Nam sau dịch để có thể thu hút nhiều và bứt phá trong cái thời gian tới. Để liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh thành trong cả nước với nhau, tạo thành sức mạnh có hiệu quả, các đại biểu đề xuất thành lập các tổ công tác liên ngành giữa các ban, ngành, hữu quan và các doanh nghiệp nhằm giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại, tạo động lực cho ngành du lịch phát triển trở lại. Cùng với đó, phải có sự đồng bộ khi triển khai ban hành chính sách, quy định giữa các ngành, địa phương trong việc phục hồi và phát triển du lịch. Điển hình như đồng bộ quy định về chính sách khuyến khích kích cầu du lịch, liên kết sản phẩm dịch vụ các địa phương với nhau. Từ đó, các doanh nghiệp lữ hành nắm thông tin và làm cơ sở để chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh phục vụ khách hàng. Các địa phương và cộng doanh nghiệp cần tiếng nói mạnh mẽ hơn của bộ trong cái việc là đề xuất chính phủ, đề xuất các bộ ngành liên quan tháo gỡ các điểm ngang cho các địa phương. Thì làm sao bộ chủ trì, tổng cục chủ trì cùng với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cùng với các địa phương, chúng ta có được cái định hướng làm việc một cách cụ thể với các cái nền tảng. Chúng ta có Google, chúng ta có Facebook, chúng ta có TikTok, YouTube. Chúng ta có được cái triển khai nền tảng này á, thì lập tức thông tin chúng ta đến với khách trực tiếp. Vì hiện nay thì phải đến trên 70% khách hàng là tìm kiếm và book dịch vụ trực tiếp. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch kể từ cuối năm 2021 đến nay thì cũng đã có liên tục đã có những cái kiến nghị đề xuất về tháo gỡ những cái cơ chế chính sách. Trong đó có những cái cơ chế chính sách liên quan đến về tài chính, có những cái cơ chế chính sách liên quan đến an sinh xã hội, liên quan đến cái việc và tạo điều kiện thuận lợi hơn về đi lại cho khách du lịch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cái việc hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động trong ngành. Thì đấy là những cái nội dung mà trong thời gian vừa qua thì Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng đã tập trung gửi về Bộ Kế hoạch Đầu tư để tổng hợp báo cáo với Thủ tướng Chính phủ cũng như các bộ ngành liên quan để tháo gỡ. Và cho đến thời điểm này thì các cái cơ chế chính sách đó đang vận hành cũng tương đối tốt. Tuy nhiên vẫn còn có những cái điểm nghẽn thì chúng tôi sẽ tiếp tục sẽ có những cái kiến nghị với Chính phủ cũng như là các bộ ngành để tháo gỡ dần dần, để từ những cái cơ chế chính sách đó nó đi vào thực tế, nó đạt được cái hiệu quả được đề ra. Có thể thấy, liên kết thực sự sẽ tạo nên sức mạnh cho du lịch Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đây sẽ là động lực mạnh mẽ giúp Việt Nam chuẩn bị các sản phẩm du lịch tốt nhất để đón khách quốc tế đến sau khi mở cửa và tạo được lợi thế cạnh tranh với du lịch của các nước trong khu vực. Thưa quý vị, trong bối cảnh hiện nay, hợp tác, liên kết để phát triển du lịch luôn là vấn đề quan trọng được quan tâm, đặc biệt từ cấp độ địa phương đến quốc gia. Hợp tác, liên kết sẽ giải quyết được hiện trạng phát triển nhỏ lẻ, manh mún, không chuyên nghiệp, bổ sung hỗ trợ các nguồn lực để cùng nhau phát triển ngành du lịch. Hy vọng từ những cuộc trao đổi thẳng thắn và khoa học như thế, ngành du lịch thành phố sẽ có những bước phát triển theo hướng trách nhiệm và bền vững trong thời gian tới. Và nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay kỳ này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Quý vị có thể xem lại nội dung này trên website nhân dân tv.vn. Mọi thông tin liên lạc quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email tbhcmhomnay.tv@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các lần phát sóng tiếp theo.